Tuần vừa qua, xe buýt điện VinFast đã chính thức chạy thử nghiệm trên đường nội khu của nhà máy. Logo chữ V đặc trưng biểu tượng cho hãng xe Việt xuất hiện ở cả phía trước và sau xe. Đáng chú ý, phía đuôi xe buýt điện còn có chữ Green gắn nổi rất dễ nhận biết ở góc dưới cùng bên phải, biểu tượng của sự thân thiện với môi trường. Trái tim của xe là khối động cơ điện đặt ở phía đuôi. Hai bên hông được thiết kế với tấm thép có những khe hở chạy ngang thân, vừa có tác dụng tản nhiệt vừa tạo điểm nhấn cho phần ngoại thất. Theo đại diện của nhà sản xuất, khối pin xe buýt điện sử dụng có năng lượng lên tới 281 kWh. Nếu sạc bằng trạm sạc 150 kW chỉ sau 2 giờ sẽ đầy và có khả năng vận hành từ 220 cho đến 260 km. Trước tiên, VinBus sẽ tập trung vận hành tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc